Đáng buồn thay, Mỹ sẽ không nhận được vô lăng kiểu ách. Sau khi ra mắt chiếc EV đầy đủ đầu tiên dưới dạng ý tưởng tại triển lãm ô tô Thượng Hải vào đầu năm nay, Toyota cuối cùng đã công bố thông tin chi tiết về phạm vi sản xuất của xe điện, kích thước pin và hơn thế nữa. Mặc dù các chi tiết mới trên mẫu crossover chạy điện Toyota BZ4X 2023 cho đến nay chỉ áp dụng cho thị trường Nhật Bản, nhưng chúng tôi hy vọng phiên bản được gửi đến Mỹ sẽ rất giống nhau. Làm việc để trở nên trung hòa carbon vào năm 2050, Toyota sẽ giới thiệu 7 mẫu xe dưới thương hiệu phụ xe điện Beyond Zero không muộn hơn năm 2025. BZ4X là một trong số đó, và nó sẽ sử dụng nền tảng dành riêng cho EV mới của Toyota, chính thức được gọi là Ignia, và cùng phát triển với Subaru, hãng đang cung cấp phiên bản riêng có tên Solterra. Toyota có kế hoạch cung cấp một loạt các mẫu xe và dòng sản phẩm phong phú sẽ bao gồm xe hybrid plug-in, hybrid và điện pin nhiên liệu hydro. Các Toyota BZ4X tiết lộ tại Nhật Bản có một gói pin 71,4 kWh và có sẵn trong cả hai alu hoặc bánh trước ổ đĩa. Các mô hình AWD tạo ra 214 mã lực, trong khi BZ4X dẫn động cầu trước tạo ra 201 mã lực. Toyota cho biết thời gian chạy từ 0 đến 62 km/h của chiếc SUV dẫn động tất cả các bánh chỉ mất 7,7 giây, trong khi lựa chọn dẫn động cầu trước kéo dài chuyến đi đó lên 8,4 giây. Đối với phạm vi lái xe, các mẫu BZ4X được cấu hình với FWD có thể cung cấp tới 310 dặm so với 285 dặm đối với các mẫu AWD. Các số liệu về quãng đường này được dựa trên chu kỳ kiểm tra WLTP toàn cầu, lạc quan và có thể thay đổi đáng kể khi việc kiểm tra được thực hiện bên ngoài qua EPA. Với khả năng sạc nhanh tối đa 150 kW, pin của BZ4X có thể đạt trạng thái sạc 80% chỉ trong 30 phút. Hơn nữa, các mô hình được trang bị bảng năng lượng mặt trời gắn trên mái nhà có sẵn có thể được hưởng lợi từ việc sạc thêm một chút khi đang di chuyển. Cabin kiểu dáng đẹp và được trang trí cẩn thận, nổi bật với màn hình thông tin giải trí lớn, bảng điều khiển trung tâm linh hoạt, màu sắc hài hòa và sự kết hợp tốt giữa các chất liệu. Kính cách âm và giảm tiếng ồn của gió nhằm mục đích tạo ra một cabin yên tĩnh mặc dù không có động cơ, thường hoạt động giống như một thứ gì đó của máy phát tiếng ồn trắng trong ô tô thông thường. Át đi những âm thanh không mong muốn khác. Trang bị công nghệ và an toàn bao gồm cập nhật phần mềm qua mạng OTA và bộ Toyota Safety Sense mới nhất. Nhưng làm thế nào về siêu mát mẻ ách vô lăng mà chỉ có thị trường Trung Quốc là nhận được cho bây giờ? Nó kết nối với hệ thống lái bằng dây, có nghĩa là không có kết nối cơ khí nào giữa vô lăng và lốp xe. Với tính năng khóa để khóa chỉ cần chuyển động lái 150 độ. Thiết lập sáng tạo này giúp loại bỏ sự cần thiết phải thay đổi gấp trong khi lái. Toyota gọi đây là thiết lập một tay cầm, giúp cho việc quay đầu xe và hầu hết các thao tác quay trở nên nhanh chóng. Những người thích khái niệm mới không lo lắng, Toyota tuyên bố rằng cái ách tư duy tương lai cuối cùng sẽ được tung ra các thị trường khác vào năm 2022 và hơn thế nữa. Mẫu crossover Toyota BZ4X 2023 mang phong cách táo bạo sẽ ra mắt trên toàn thế giới vào giữa năm sau. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.